À, đối với thời gian xử lý tổn thương thì rất là nhiều quý uh, khách đến với chúng tôi thì thắc mắc là tại sao uh, ở những chỗ khác lại xin uh, làm kết quả giải phẫu lâu thế uh, đối với các bệnh viện khác thì khi mà chúng khi mà chúng ta nội soi chúng ta phát hiện những cái tổn thương thông thường thì các bệnh viện khác khi phát hiện tổn thương thì chúng ta sẽ sinh thiết sau đó thì sinh thiết xong thì phải chờ kết quả sinh thiết thì cái giai đoạn này tại các bệnh viện khác sẽ mất khoảng vài ngày hoặc là nhiều ngày trung bình là khoảng 5 đến 7 ngày. Sau đó khi có kết quả xong thì bắt đầu các bệnh các bác sĩ mới tiến hành can thiệp và đánh giá cái mức độ xâm lấn như thế nào mới có qua đó mới có thể điều trị cũng như can thiệp cho các bạn làm cho chúng ta cái thời gian chờ đợi nó rất là lâu lo lắng bất an liệu rằng là cái polyp này nó có vấn đề gì không liệu rằng là nó có ung thư không thì tại bệnh viện thu cúc chúng tôi với phương pháp ensil chúng tôi chẩn đoán tổn thương và mức độ xâm lấn ngay trong quá trình nội soi và khi chúng tôi thấy bất thường chúng tôi sẽ tiến hành sinh thiết tức thì sinh thiết tức thì ở đây tức là nào đó là chúng tôi sẽ có kết quả cho quý vị trong khoảng vài giờ vài giờ sau đó chúng tôi có thể tiến hành can thiệp luôn nếu như quý vị đồng ý tất cả những cái quy trình nội soi sinh thiết và can thiệp này chúng tôi triển khai tất cả chỉ trong một ngày thôi làm cho chúng ta để đỡ lo lắng và sớm bởi vì đối với những cái tổn thương ung thư sớm để càng lâu thì càng nguy hiểm đây là một trong những cái chúng tôi đang tiến hành tiến hành triển khai đi đầu tại bệnh viện đa khoa quốc tế Thúc Cúc ạ.